đâu vậy? Dạ, hôm qua bạn học. Không mua cái bong bóng nữa. Bây giờ mình chuẩn bị đi. Mẹ giữ con sợ bị mất nha. Đi nhanh quá à, quay không kịp. Hồi té mà. Adios, hasta listo. Bye. Right? Hasta luego. Oh, hasta luego. Đi nhầm, mình đi nhầm nhầm. Dĩ nhiên đẹp quá. Bây giờ đứng chờ ở đây nè. Đó con chút xíu rồi chứ. Thì mới vậy. Cầm dễ hơn, cái này nặng.